Đoạn người đoạn này, đoạn
người cổ thần bên trong khu phố thế giới nhìn hương ấm áp buồn tâm vì đàn bà đang chịu cổ chết đống đá ngổ ngang chờ tay người mẹ chết một người không cần cù người ơi vì đâu đoạn đàn ông ai ai người vô tội ai người không tội hãy mặc tay ném đá trước đi còn đợi gì và với câu điểm khúc tác giả viết rất hay ai người trong sạch ai người vệ hoàng còn chờ khi mà không ném đá tổ đồ nhân gian chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách cổ đã ghi đống đá còn nguyên câu này cũng là thấm thía nhất vì người vô tội khi đời giả dối thế giới giả nhân trả vua người ơi tình ơi ai tội đồ tỉnh ngộ người ơi đời ơi cùng vật vô ai người vô tội đứng trước một cái thế giới giả nhân chúng ta trở về với tranh tiếp mực chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của người phụ nữ rất tội nghiệp bị bắt quả tang phạm tội phạm tình và đứng như luật vô sinh thì chị ta bị ném đá chết và rõ ràng rằng chuyện mà chị ta bị bắt thì để cho quan quyền và luật pháp xét xử thế nhưng mà bị đá hay là đông dân chúng ngày hôm ấy lăn lăn đá trên tay đó hoàn toàn không có những dự gì với chị ta nhưng chỉ vì là mua cái cá tâm thấy người ta là bắt đầu mua theo và lăn lăn đá trong tay người lớn cũng như kẻ nhỏ cầm đá và chỉ chờ kẻ đá người cùng người đấy nhưng rồi chúng ta đã bắt gặp cái lòng của cái đám đông ấy ác hơn nữa khi gài bẫy Chúa Giêsu nếu như Chúa Giêsu há đồ cho chị đồng nghĩa rằng Chúa Giêsu là quyền của người Do Thái lúc bấy giờ còn nếu như Chúa Giêsu đến đánh chị thì đám đông ấy sẽ chửi thẳng vào mặt Chúa Giêsu ông há cỡ nào cũng chết với lòng dạ mang trái của con người khi con người ác độc với người đồng loại và trong lúc đấy chúng ta thấy Chúa Giêsu nhẹ nhàng viết dưới đất nhưng mà họ cố tình họ hỏi nữa và rồi vì hỏi mãi nên chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu rất dễ thương ai trong các con sạch rồi thì cứ việc đến đá mà ném trước nhé một câu nói của Chúa Giêsu đã hóa giải tất cả và rồi Gioan thuật lại cho chúng ta từ người lớn đến trẻ nhỏ phải lặp lại bỏ đi bởi vì người lớn tuổi và người già ý thức hơn ai hết mình là kẻ tội lỗi và cuối cùng chúng ta thấy không cảnh ấy chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người tín nữ phạm tội ngoại tình nhìn lên thấy không còn ai nữa và chỉ ta cảm thấy ngạc nhiên và ánh mắt giống như xin Chúa tha thứ bởi vì chỉ cứ nghĩ rằng còn lại một mình Chúa sẽ kết án và Chúa sẽ ném đá chị bởi vì tất cả đã bỏ đi hết nhưng không Chúa nói tôi cũng không kết án chị đâu chỉ đi về và từ nay đừng phạm tội nữa chúng ta lại bắt gặp ánh mắt yêu thương tấm lòng tha thứ từ Chúa Giêsu nơi Chúa Giêsu và tưởng chừng rằng câu chuyện của người đàn bà 2000 năm trước đấy nó xa lắm rồi nhưng câu chuyện người đàn bà phạm tội ngoại tình 2000 năm trước đó nó vẫn còn hiện thực trong cuộc đời của chúng ta trong họ hàng chúng ta nghĩ trong gia đình của chúng ta trong cộng đoàn chúng ta có những chuyện chẳng dính dự gì tới mình nhưng khi nghe người khác nói về người khác thế là buồn em chửi rủa cha ném đá cho bằng được thằng đó nó xấu lắm ông cha nó xấu lắm thoải mái bao nhiêu lời quá mà để cho người khác giết ông cha giết cái người hàng xóm của mình giết những người đồng loại của mình ngay trong gia đình của mình không thương tiếc nhưng mà tôi thử hỏi đặt mình trước mặt Chúa ai là người không tội con chợt nghĩ rằng nếu như mẹ không thấy đứng trong đám đông chắc có lẽ
tin nhanh nhất. Bởi vì có thể người đã có nhiều tội lỗi và từ cái tội lỗi ấy để ý thức rằng mình liền bắt về cái án thang. Nói tới đây con đã nhớ đến tâm tình của Đức Giáo Hoàng Francisco khi làm chức vụ cao nhất của giáo hội là Đức Giáo Hoàng. Những phóng viên hỏi ngài Borgio là ai, ngài không ngần ngại để trả lời Borgio là một tội nhân, một người học cao biểu rộng và ở cái chức vị ấy. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco can đảm nhận mình là tội nhân. Thường thì người ta nói những thám nhân thì họ công nhận họ là những con người tội lỗi chứ thôi, còn những kẻ tội nhân thì thường tương tác và kết án người khác. Trang tin mừng ngày hôm nay rất mới và rất gần trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta đứng trong khung cảnh nào chúng ta là ai trong trang tin mừng hôm nay. Có thể chúng ta là người phụ nữ phạm tội mãn tính bởi vì thân phận chúng ta là con người yếu đuối, nhưng đừng bao giờ thất vọng bởi vì một khi Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta nếu như chúng ta biết trở về với Chúa. Và chúng ta là ai trong cái đám đông ấy? Chúng ta cứ gì ra để đem anh chị em đồng bào của chúng ta đi vô, đó là sự tự do lựa chọn của mỗi người chúng ta. Vẫn là những con người yếu đuối, vẫn là những con người mỏng nhọn, xin Chúa cho chúng ta nhìn lên ánh mắt của Chúa Giêsu và đặc biệt nơi ánh mắt cho cái hình vẽ thánh tâm Chúa Giêsu. Con thấy tác giả vẽ cái tấm hình đó rất đẹp, ngồi ở bất cứ góc cạnh nào đều nhìn thấy ánh mắt chảy ướt từ trái tim Chúa Giêsu. Nếu như mình cảm nhận được một Chúa Giêsu yêu thương mình trong khi mình còn là tội nhân, thì khi ấy mình lại dễ cảm thương anh chị em tội lỗi. Còn khi mình nghĩ mình là thắng thì mình dễ kết án người khác và đi theo đám đông để nghe đá người khác. Xin Chúa thêm thương cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta là những con người mỏng nhỏ, để đừng bao giờ kết án xét oan người khác. Bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét oan và kết án người khác. Xin cho chúng ta đừng kết án người khác để Chúa đừng kết án chúng ta. Và đặc biệt xin cho chúng ta đừng buộc các đám đông, bởi vì chính cái đám đông ấy đã một chút nữa tước đoạt mạng sống của người yếu đuối. Xin cho chúng ta có ánh mắt cảm thương như Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta có tấm lòng thương xót như Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta là người đầu tiên được hưởng lòng thương xót đó từ Chúa, để rồi từ trái tim, từ ánh mắt của Chúa sau đó lễ này ra về, chúng ta lại nhìn anh chị em này với ánh mắt xót thương, chúng ta lại sống tình thương xót từ Chúa với anh chị em đồng loại ngay trong họ đạo, ngay trong gia đình và ngay trong cộng đoàn của chúng ta. Tôi tin một Thiên Chúa là